Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, con chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Tuổi Tý thông minh trong tháng 7 khẳng định sẽ chính là thời điểm cực kỳ thành công của quý bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được rất nhiều những thành quả như ý. Chỉ là chuyện tình cảm thì rất tiếc chúng tôi phải chia sẻ đó là sẽ không được mấy suôn sẻ. Tuổi Tý nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Và nếu như bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát bảo thủ thì tình cảm của hai người sẽ sớm tan vỡ. Về mặt kinh tế thì lại rất tốt. Tuổi Tý chính là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất kỳ một điều gì. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ, chịu khó thì trong tháng 7 âm lịch này chúng ta không những tiền đầy túi mà công danh sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Sau đây xin mời tất cả quý vị gia chủ tuổi Tý chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình của mình trong tháng 7 âm lịch để có thể biết được mình may mắn thành công đến như thế nào quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tý trong tháng này được dự đoán là tương đối ổn định. Cục diện bán tam hợp đem lại nhiều may mắn cho các quý vị gia chủ tuổi Tý. Vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt, đi xa làm ăn hay ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Những người làm công ăn lương tháng này có nhiều cơ hội để tăng tiền lương, tiền thưởng. Tuy vậy, thu nhập cao đi liền với công việc vất vả, lao tâm khổ tứ cũng nhiều và cũng cần phải chú ý đến sức khỏe. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những người có ý định khởi nghiệp. Mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi tháng 7 năm 2022 cho những người tuổi Tý, tháng này tài lộc khởi sắc, tiền bạc hanh thông, dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá chốc chắc vất vả như trước, đương số mưu sự dễ thành. Dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận. Mức tiêu hao tiền bạc trong tháng không quá nhiều, thu chi cân đối, đương số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoảng kha khá và yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát có lời khuyên dành cho quý vị gia chủ. Quý vị nên mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tiền bạc kéo đến ầm ầm. May mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét tổng quan tử vi, sức khỏe tháng này không có vấn đề gì phải lo lắng quá nhiều, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có đau ốm cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy vậy, không vì thế mà chủ quan và luôn có hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Tý về vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc là bị vật nhọn đâm, gây chảy máu và thương tổn. Các quý vị gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 7 năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Tý về phương diện tình cảm gia đạo khá thuận lợi và suôn sẻ. Với những người đã yên bề gia thất
thì trong tháng này tình cảm mặn nồng, gia đình hòa thuận, vui vẻ, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Lại thêm trong tháng này có tin vui về thêm người thêm của, đặc biệt là có người từ phương xa trở về đoàn tụ. Trong tháng có quý nhân vận vượng, tình duyên của tuổi Tý được hỗ trợ mạnh mẽ nhất và nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mạng dễ gặp người ưng ý, có thể là ít tuổi hơn hay là lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng. Tử vi từng tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch năm 2022. A. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Tử vi của những người tuổi Bính Tý có rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân cũng được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là có thể có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen sinh hoạt chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Giáp Tý không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức tăng lương khá nhiều. Lương thưởng hậu hĩnh kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều hơn. Và nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tin vui với người tuổi Nhâm Tý trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc rất đáng mong chờ, đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì tiền bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Phương diện tình cảm trong tháng ổn định, gia đạo êm ấm, hòa thuận, vui vẻ và không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tháng này gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ xuân vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần phải chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ khi xảy ra di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành lại. Thời tiết đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tháng này sức khỏe bản mệnh tốt, không có điều gì lo lắng, nếu đau yếu cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc. Đương số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mình mong muốn, tài vận lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc là hỗ trợ con cái thêm. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp, nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến, kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững chính là niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân của năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là giáp ngọ, có nạp âm, thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp bính ngọ, có nạp âm, thiên hà thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp kỷ sửu, có nạp âm phích lịch hỏa. Ngày âm lịch,
ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Sửu, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch, và hy vọng rằng thông qua những kiến thức này thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để chúng ta bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.